Tại thành phố Phú Quốc có nhiều công ty, doanh nghiệp, nhà thùng sản xuất nước mắm theo quy trình truyền thống. Trong đó, nhiều công ty sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại trong khâu chiết xuất và đóng chai, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Đặc biệt là các công ty này đang sẵn sàng để tham gia vào chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP. Với quy mô nhà máy được xây dựng khang trang có diện tích trên 3.000 m², công ty này đang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP ISO 22.000/2018 theo hệ thống quản lý của tổ chức SCC, giám sát chặt chẽ từ nguồn nguyên liệu cá cơm đầu vào. Khi bước vào nhà máy, tất cả phải mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn, đồng thời phải bước qua hệ thống buồng thổi gió để hút hết các tạp chất còn dương bụi trên trang phục, đảm bảo ngăn chặn các mối nguy hiểm về sinh học như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm mốc. Ví dụ như là sẽ được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào, tỷ lệ cá, muối, được ủ chụp trong thùng gỗ với thời gian ít nhất là 12 tháng. Cái sản phẩm sau khi được ủ chụp đúng thời hạn thì sẽ được kiểm nghiệm các tiêu chuẩn hóa lý, vi sinh theo các quy định hiện hành. Những sản phẩm đạt thì mới được đóng chai và để đi ra thị trường. Theo số liệu từ Phòng Kinh tế cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố Phú Quốc có 65 cơ sở sản xuất nhà thùng nước mắm, trong đó có 54 nhà thùng tham gia hội nước mắm Phú Quốc với khoảng trên 7.000 thùng. Trung bình mỗi năm sản xuất đạt trên 14 triệu lít. Hiện có 5 cơ sở sản xuất nước mắm tham gia và đạt chuẩn OCOP từ 3 sao đến 4 sao và mang tiềm năng 5 sao. Năm 2022 và 2023, Phú Quốc phấn đấu có từ 25 đến 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Riêng về sản phẩm nước mắm sẽ có từ 12 đến 15 sản phẩm. Với 99 thùng ủ nước mắm, trung bình mỗi năm công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Dị sản xuất từ 800.000 đến 1 triệu lít nước mắm xuất ra các tỉnh thành trong cả nước. Khi được thành phố Phú Quốc tuyên truyền về thực hiện chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm, công ty rất vui mừng và tự tin tham gia chương trình ở hai dòng sản phẩm là nước mắm cốt 35 và 40 độ đạm. Bên cạnh đó thì mình cũng có áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng, chẳng hạn như là HACCP, ISO và cuối cùng là FSC do tổ chức SGS chứng nhận. Thì mục đích để làm những cái việc này thì ngoài chương trình, bên cạnh cái chương trình là tham gia OCOP, mình còn có mong muốn là để đưa ra những cái sản phẩm đạt chất lượng và những sản phẩm tốt nhất cho tới tay khách hàng, người tiêu dùng. Để nâng cao và phát huy cái giá trị sản phẩm truyền thống của địa phương. Với quy trình sản xuất nước mắm truyền thống trên dây chuyền hiện đại, các công ty sản xuất nước mắm trên địa bàn thành phố Phú Quốc luôn đề cao uy tín, chất lượng sản phẩm và đang từng bước đa dạng các loại mẫu mã, đảm bảo thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.